tối tụng kinh, sáng tụng kinh, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh. Nhưng mà không ăn chay. Nhưng mà vợ tôi thì ăn chay một tháng 10 ngày, mà tôi thì ăn chay một ngày, mà có khi cũng lâm lộn. Khi ăn chay rồi, ai mời đi rồi ăn bàn lại. Thôi nó khó lắm. Thế tại vì bác không muốn mà. Cái lòng bác muốn, nhưng muốn mà không ăn chay được. Và tôi cũng thiền. Tôi thiền lúc được thầy Thượng Tọa Thích Thần Ân còn sống ngay bại thiền. Nói là Zen Buddhism. Tôi thiền theo ngài. Nhưng mà thầm lúc thiền theo Pháp, nếu vì lúc chúng tôi thiền theo Pháp Quan Âm. Mà nếu mà tôi thấy, khi mà thấy Pháp lên á, thì phải trinh ái. Ví dụ nữ thiền sư ở đây mà tôi thiền cái thấy Pháp lên thì tôi bị gọi cho nữ thiền sư biết. Còn nếu mà không gặp nữ thiền sư thì làm sao? Và tìm nữ thiền sư ở đâu mà cái tình cái khi Pháp Pháp lên rất là khó. Không có gì khó hết. Vì nếu mà không gặp thiền sư có khi thì là có thể là bị tạo hại nhập ma, bị ma quỷ phá. Cái này bác khỏi lo. Bác khỏi lo. Cái vấn đề quan trọng nhất là bác không ăn chay được thì thôi đừng nói Pháp Môn Quan Âm làm chi cho nó mệt. Như thế này nè. Hồi trước tại vì bác ở trong chùa đó, cái điều kiện nó ăn chay được mà. Với lại mình còn nhỏ mà. Cái tâm hồn mình trong sạch á, cho gì ăn nấy. Không có vị vật chất cám dỗ. Khi bác đi ra ngoài, bác không có tự kiểm soát lấy mình mà người ta cũng cho gì cũng ăn mấy. Rất là ngoan ngoãn. Cho nên cái khẩu vị nó đổi khác. Nó đổi khác rồi đổi luôn vậy đó. Mình muốn ăn chay thì mình phải tự thống trị với chính mình. Mình nên biết rằng ăn chay nó có lợi như thế nào. Nó giảm cái nhân quả, giảm cái sát nghiệp đó. Lợi ích cho chính mình và lợi ích cho toàn thế giới. Nếu mà người Việt Nam mình có câu Hán Việt là nhất nhất chúng sanh vô sát nghiệp, hà thời thế giới động đau bình. Nhớ không? Mình ăn chay là vì mình muốn cống hiến cái nhân lành cho toàn cõi thế giới. Mình muốn cho tất cả những sinh vật đều an ổn. Mình bố thí vô úy pháp, biết chưa? Cho chúng sanh thấy mình không có sợ, không có run, không có chết đứng vậy đó. Chết ngất kìa. Thấy người là ác nhất không? Mấy con vật, con cọp nó đói nó mới ăn. Nhưng mà người mình không phải đói, ăn nhiều khi ăn thì nhậu nhẹt làm cho nó sướng. Con trùng, con dế gì cũng lụm dạng hết. Con cá nó ở dưới biển cũng móc lên, con chim ở trên trời bắn xuống. Con cọp ở trong rừng, con voi, con dê trong rừng á, nó không có ăn hại gì tới mình, nó không phá hoại gì mình hết. Nó không có nhờ vả gì mình một chút gì hết. Mình cũng kéo nó về nhậu. Như vậy thấy con vật nào nó thấy con người nó cũng sợ chết đứng hết, hiểu chưa? Mình nên từ hôm nay mình muốn ban bố cái pháp vô úy cho chúng sanh. Tại vì người ta bắt giết mình cũng sợ chết đi, phải không? Mình lạy mình van đừng có giết tôi. Con vật nó lạy không được, nó không có ai bảo hộ nó. Nó yếu đuối quá, mình thấy nó mình phải thương. Thấy người ta giết mình phải bảo hộ. Nỡ lòng nào vì cái khẩu vị của mình mà giết hại những con vật yếu đuối như vậy. Mình phải nên hiểu tại sao mình ăn chay. Chứ không phải hoàn cảnh bắt buộc mà ăn chay. Ba má mình ăn mình cũng ăn theo. Rồi chút nữa ba má chết rồi cái đi ăn mặn. Hoặc là ông thầy ông nuôi mình ăn chay. Ông thầy ông chết mình ăn mặn. Phải biết tại sao ăn chay. Ăn chay vì mình muốn chứng tỏ cái lòng từ bi, cái lòng hấu hòa bình của mình, không? Cho chúng sanh đều sống trong sự an ổn, đang cho cái tâm hồn của mình nó thanh thoát. Nó không, khi chết rồi không có bị cái lương tâm cắn rứt, hiểu không? Tại sao mình luân hồi sanh tử đây? Tại vì mình biết mình làm cái chuyện đó không tốt mà mình cứ làm hoài. Cho nên khi mình chết đi, cái lương tâm mình nó không có trong sạch, nó không có tha thứ cho mình. Cho nên mình phải đáo lộn lại đặng mà make up, đặng mà kêu bằng trả nghiệp, nhưng mà kêu bằng lại làm cho nó sạch sẽ, ăn oán cho nó. Ăn oán giang hồ cho nó hả? Cho nó công bình đó. Mình về cái tâm hồn mình nó cắn đứt đó, cho nên mình trở lộn lại đặng mình kiếm những cái con đó, những cái vật đó mình bồi thường đó, hiểu chưa? Dùng cái cách khác đặng bồi thường cho nó, hiểu không? Hoặc là mình dùng sanh mệnh của mình mình bồi đáp cho cái sự đau khổ của nó, đặng cho nó bớt đau khổ vậy đó. Tại vì vạn vật đồng nhất thể, nó đau khổ cái linh hồn mình biết,
Mặc dù cái đầu óc mình không biết, nhưng mà cái linh hồn mình nó biết. Cái linh hồn của nó và cái linh hồn của mình đều là từ một chỗ mà sinh ra. Cho nên một con tay, một con ngựa bị đau, cả tàu không ăn cỏ, hiểu chưa? Tuy là cái đầu óc mình không hiểu, mình làm bậy, nhưng mà cái linh hồn mình nó biết làm gì không tốt. Cho nên nó phải trở lại, nó kiếm cách để bù đắp. Bù đắp. Sau khi họ chết, họ có phải trở lại để trả cái nghiệp sai không? Tại vì cái lòng sám hối đó tiêu sạch hết nghiệp chướng. Hiểu chưa? Một người đã làm lỗi, bây giờ biết cải hối rồi, từ đây về sau tôi không làm nữa mà. Hiểu chưa? Nó tha bổng chứ. Nó không có oán hận, bởi vì như thế này. Như thế này mình tu rồi đó, cái công đức của mình phải cho bớt những cái con vật đó, thì nó thanh thoát, nó không có oán hận mình, hiểu chưa? Cho nên mình tu nó mới lâu. Chứ nếu mình không có nợ nần ai, tu lẹ lắm, thành Phật liền tại chỗ. Bởi vì mình có nợ nần ông bà cha mẹ, nợ nần những con vật đó, những cỏ cây đó, cho nên mình tu nó mới chậm. Mặc dù mình khai ngộ rồi, mình còn phải tu mười mấy năm mình mới thành Phật được. Bởi vì lần lần trả với cái nợ này, nợ hồi trước đó, hiểu chưa? Có nợ, nhưng mà trả rồi thì hết luôn, chứ không có làm tiếp. Nếu bây giờ anh đã có nợ từ trước rồi mà anh còn tiếp tục anh nợ thì anh trả hoài, trả không hết, hiểu chưa? Nhưng mà nếu anh chỉ có nợ bao nhiêu đó thôi, rồi anh lần lần anh trả hết rồi rồi, hiểu chưa? Thưa... hiểu. Trật chứ. Nếu vậy mình dưỡng cọp sao? Nếu vật dưỡng nhân thì người dưỡng cọp hả? Cọp thích ăn thịt người mà. Vậy mình nên đưa đầu cho cọp ăn mới là phải. Không phải vật dưỡng nhân đâu. Đâu có chỗ nào nói như vậy đâu. Ai nói? Phật có nói không? Chúa có nói không? Ông Khổng ông có nói không? Ông nói chỗ nào vậy? Kinh nào? Vật không phải là những con vật đâu. Vật là những cái thực vật đó. Cái này phải đọc nguyên một cái đó mới hiểu, chứ không phải nói một câu ra như vậy. Rồi, ok, cái này không phải đâu. Nếu mà trong kinh Khổng giáo có nói vật dưỡng nhân á, nếu mà ngài thì Nho giáo là Khổng đó, Khổng giáo đó. Nếu mà trong Khổng giáo có nói như vậy thật đó, thì ngài Mạnh Tử đã không nói rằng nhìn thấy con vật, nghe tiếng nó, không nỡ nào ăn thịt nó. Cho nên người quân tử tránh xa cái nhà bếp. Mạnh Tử là một nho sĩ mà. Thì đúng. Nhưng mà Khổng Tử đâu có bắt người ta giết vật đâu. Cái này là ở đằng sau đặt ra đó. Cũng như bây giờ người Phật tử nhiều người đâu có ăn chay đâu, mà còn nói là Phật ăn mặn nó mới chết chứ. Nói là Phật ăn cái gì đó, vậy Phật ăn cái giò heo mà chết. Là có một ông thầy tu ở người Bắc á, mỗi ngày không có ăn giò heo. Có rõ ràng cái chuyện thiệt vậy, người tị nạn có kể cho cô nghe. Tại vì ông tưởng rằng Phật ăn giò heo được thì ông ăn giò heo được. Giò heo ở trong cái sách của cô có kể rõ ràng. Cái nấm á, nó kêu bằng nấm giò heo. Phật ăn cái nấm đó mà Phật đói bụng mà chết. Rồi người ta cứ nói Phật ăn giò heo. Cũng như mình kêu là long nhãn đó, hiểu chưa? Long nhãn là cái trái cây mà, đâu không phải là cái mắt của con rồng đâu. Rồi đâu mình nói cái rau xương rồng này kia đó, nó đâu phải xương của con rồng. Nhiều khi mình ăn chay mà mình làm thành con cá, con gà này kia, mình nói ai gà quay, ăn gà quay à, hoặc là ăn cá kho tương này kia, đó toàn là đồ chay hết. Thôi
thôi không có nói cái chuyện sát sanh nữa, tôi nghe tôi sợ lắm. Được rồi, anh muốn ăn thịt tiếp tục ăn. Thôi cái cô chưa trả lời nè, giờ ông giúp cho anh thịt. Thôi anh viết ra đi để cho mấy người này hỏi tiếp rồi. Nói vấn đề mà kêu bằng tìm cái lý do để cho mình sát hại những con sinh vật yếu đuối, tôi sợ quá, tôi không dám biện nữa. Người nào muốn ăn cứ việc ăn ha, người nào cảm thấy là những con vật yếu đuối đó nó đáng cho mình giết thì cứ giết đi, cứ ăn đi, đâu có sao đâu, rồi chịu trách nhiệm ha. Không phải nói bác đâu, không phải, không có nói bác mà, không có nói bác, không phải nói bác mà. Xả gì Đà Phật, tôi hiểu cái lòng của bác là thành thật, tôi biết bác nói gì, tôi biết bác nói là có lòng tốt, tại vì bác khuyên người ta ăn chay, tôi không phải trách bác đâu. Thì đúng rồi, đúng. Quý vị có hiểu cái lòng của cô nói gì không? Cô nói là nói những người khác, nếu người nào muốn ăn thịt thì cứ ăn. Chứ bây giờ nếu mình muốn mà mình đứng đó mình biện đó biện lui thì cũng vậy thôi. Mà ăn chay là cô nghĩ là rất là tốt. Thì cái lập trường của cô như vậy, không phải nói bác đâu. Trời sao bác hiểu lầm mà lẹ quá vậy? Thôi xin lỗi hai bác. Tôi biết cái lòng của bác rất là thành. Nếu mà không đồng ý thì thôi chứ không đi một chỗ. Đâu có nói bác đâu, sao tại sao bác hiểu lầm một cách lẹ quá vậy? Ok, thôi xin lỗi. Không có nói bác đâu. Biết là bác rất tốt. Không. Câu hỏi kế tiếp là lúc thiền theo pháp Quan Âm, nếu lúc thấy pháp lên cảnh giới thì làm mà trình với sư thiên sư để biết mình tu đúng hay sai, tiến bộ hay thụt lùi, nếu muốn trình với cô thì phải làm sao mà gặp? Sao người Việt Nam mình cứ kích động quá ha, nói nó minh bạch như vậy mà cũng hiểu làm được. Vậy sao mà sợ quá. Cô nói rất là minh bạch, đại chúng đều hiểu hết cái ý của cô phải không? Đâu có phải trách bác đó đâu, cái ý của bác rất là minh bạch mà. Như thế này, cái câu hỏi đó đừng có lo, bởi vì nếu một ông thầy mà ông có trình độ cao đó thì lúc nào mình cầu nguyện á, ổng đều tới hết, chứ không cần phải ở gần cái xác phàm của ông thầy đó. Thứ nhất. Thứ hai, mình trước khi mình học thiền đó thì cái vị thầy đó nói cho mình biết những cái trình độ nó như thế nào rồi, cái mình tu tới trình độ nào mình tự biết lấy. Nếu mà rủi mình không biết đó, hoặc là mình quên đi, mình có thể viết thơ mà. Cái lúc này cái việc giao thông nó rất là phương tiện, không cần phải lúc nào cũng đi theo kè kè bên vị thầy học mới là tốt. Kế tiếp là thưa thượng sư, xin thượng sư cho chúng con biết ngài đã tu ở Hy Mã Lạp Sơn bao nhiêu lâu và tu ở đó khác với tu ở các chùa thường như thế nào? Không khác đâu, mình tu ở đâu mình có tâm thành cũng chứng hết, chứ không phải cần phải đi Hy Mã Lạp Sơn. Tại cái số của cô chắc phải ở đó. Cũng như có người mà ở Thái Lan thì họ ở Thái Lan họ tu đắc đạo, đúng ngày đó giờ đó tự nhiên cô ở Hy Mã Lạp Sơn thì cô thành vậy thôi. Nếu mà đúng ngày đó giờ đó cô ở London chắc cô cũng ở London thành rồi. Thì mỗi người nó có một cái con đường, nó có cái đời sống nó ổn định như vậy đó, nó ăn bài đó, đến ngày nào đó mình ở đâu đó thì mình thành đạo hoặc là mình khai ngộ vậy thôi, chứ không phải ở Hy Mã Lạp Sơn mới thành. Cô ở đó năm mấy, nhưng mà tu hành từ hồi nhỏ, không phải tu bữa đó mới thành Phật đâu, tu đời đời kiếp kiếp mới thành. Đúng cái đời này thành, hoặc là mình thành rồi mình trở lại, chứ không phải tu chút về cái thành đâu. Như quý vị ví dụ đi theo cô học thì nhiều khi kiếp trước đã tu hành lâu rồi, hiểu không? Kiếp này tu một kiếp nữa cái thành rồi. Chứ không phải nghĩ mình sao bây giờ mình phàm phu làm sao mà cô nói mình thành Phật thành Bồ Tát được, biết đâu mình tu hành nhiều kiếp rồi, hoặc biết đâu mình là Phật Bồ Tát mình giáng phàm thì sao. Như ông Thích Ca, ông sanh ra đời, trước khi sanh ra ông biết ông là Phật, mà sau đi bảy bước rồi cái hết rồi, cái biến thành phàm phu. Rồi 30 năm đâu có biết gì đâu, thì cũng ăn uống cũng chồng vợ như thường,
sau này đi tu mới giác ngộ, mới biết mình là quá khứ Phật. Thì biết đâu quý vị cũng là quá khứ Phật, quá khứ Bồ Tát. À, kêu trong cái phẩm mà Tùng Địa Dũng Xuất đó, Phật nói là đời mạt pháp có rất nhiều Bồ Tát hiện ra để cứu chúng sanh. Ừ, biết đâu quý vị là một trong những vị Bồ Tát đó. À, cho nên mình đừng có khinh khi chính mình. Mình phải biết mình không phải là người phàm. Tại vì trước khi mình thọ thai làm người phàm đó thì mình làm cái gì, phải không? Mình phải tìm hiểu về cái nguồn gốc của mình, có phải trước kia mình cũng là người phàm không? Chắc là không phải. Hết câu hỏi hết rồi. Rồi bây giờ chắc để đưa con có người này. Còn hai vị đâu còn muốn hỏi nữa? Cái vị người nam đó muốn viết hay là muốn lên hỏi? Sao xin hỏi? Tại vì hồi nãy những người này hỏi trước mà mình không có phải để công bình như vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ thưa cô, thế này thì con rất mừng. Tôi rất mừng vì hôm nay thấy được một người đàn bà Việt Nam đang đi vòng quanh thế giới để thuyết pháp về chánh pháp của Đức Phật. Cái điều đó tôi rất mừng, vì tình cờ khi điện thoại thăm một người quen ở San Jose thì lại biết cái lịch trình cô nói chuyện ở UC Berkeley, UCLA, và hôm nay là có duyên gặp ở đây. Thì không có cái gì mừng hơn được gặp một vị thường sư mà nói chuyện đem truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Thì điều đó tôi xin cung kính và chắp tay lạy sư cô. Cũng giống như tôi xin cung kính lại tất cả quý vị có mặt hôm nay, vì chư vị hôm nay là những người Phật sẽ thành. Tuy nhiên tôi xin có một cái thắc mắc. Khi sư cô nói về cái hành vô úy của Đức Quán Thế Âm, tức là the fearlessness, một trong tất cả những tôn giáo cổ truyền nhất, chẳng hạn như khi có một vị tu ở Tây Tạng đã nói rõ tác phẩm đó và nói rõ về cảnh giới đó, về cái hành vô úy, tức là gọi Shambhala. Và nếu tôi không lầm thì cảnh giới đó có sự trực tiếp điều hành mọi sinh hoạt của trái địa cầu này. Tuy nhiên vì không có sự chứng nhận, sự hiểu biết rõ ràng, thành tôi không được đề cập cái đó. Tuy nhiên khi sư cô có một vị được hỏi rằng xin cô có vui lòng trở về Việt Nam để mà đổ những cuồng sanh đau khổ đó không, thì cô bảo rằng bây giờ cô thích ở đây đổ những người sung sướng, còn về bên đó thì nó bị giới hạn trên nhiều mặt. Thì theo thiện ý với ngũ ý của tôi xin kính bày tất cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả sự biến hóa của chư lượng ba đời tam thế chư Phật, cầu mong quý vị làm thế nào để đồ cho những chúng sanh đau khổ, còn những chúng sanh không đau khổ thì họ đã có phương tiện tu học. Đó là điều thứ nhất. Sư cô là người thứ hai, là người thứ nhất là một người đàn bà Việt Nam mở ra một giáo pháp mới, đó là phép Quán Âm theo như sư cô không có mới nói. Cái này cũ. Thì con xin mong rằng trong những cái buổi thuyết trình với người ngoại quốc, mong làm sao tất cả những cái lời chỉ dạy của sư cô thật đi đúng vào chân pháp của Đức Phật và đúng với trí huệ như đời liều sư cô nói. Sở dĩ tôi nêu ra như vậy vì trong lời nói của sư cô khi chứng minh về sự đồng đất, sư cô còn nói là cái freeway 808 từng trên sập dưới, sập xuống dưới, thay vì nó phải sập từ dưới sập lên. Thì xin sư cô lưu tâm cái đó, là vì tôi lấy bằng giảng đây là một vấn đề rất là scientific. Chẳng hạn chúng ta sắp nhiều cái hộp giấy trên một căn bàn, chúng ta sự lay động có nghĩa là chúng ta tạo một sự chấn động nhỏ, thì sự xem tầng nào sẽ gãy được. Bà sư cô đó là tầng trên rệt trước chứ không phải tầng dưới sạc trước. Tại làm sao lại con có những cái màu mùi nói về sư cô, là vì rồi đây người Việt Nam trên vấn đề quốc tế sẽ giữ một vai trò rất là quan trọng. Vậy thì xin sư cô hãy thận trọng, vì nếu các em nó đang học ở Harvard, nếu các em đang học tại Berkeley, nếu các em đang học tại UCLA, nếu các em học tất cả những ngành khoa học mà nó nghe sư cô nói như vậy thì bảo không, cô nói như vậy không tin, thành thử nó sẽ không tin cả pháp của chư Phật luôn. Và như vậy thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Cảm ơn. Dạ. Cả thứ ba, con cũng vì có đọc kinh Lăng Nghiêm, thành cũng xin mời một sư cô. Nhưng mà có trong cái, xin lỗi ha. Dạ. Nên có nhiều cái nhà đó. Dạ. Ở dưới nó cũng sập mà ở trên nó chưa sập này. Có nhiều căn nhà đó báo có nhiều căn nhà như nát hết trơn, căn nhà trên chưa sập. Thì chắc là vì sự chấn động và vật chất được làm ra. Thì chắc là có nhiều cái lắm. Thưa con, thế này, cái này thì chắc là có một vị cũng thắc mắc, con thì không cần thắc mắc, nhưng mà chị xin mạo muội đề nghị cái điều này.
con nhìn lên thấy chữ Thanh Hải Vô Thường Sư thì con chỉ sợ như thế này. Quý vị chúng sanh, tức là khi chúng sanh á nhìn thấy danh xưng nhiều khi là hiểu lầm. Vậy thì con rất mong làm như thế nào? Cố vẫn đi khắp thế giới truyền bá chánh pháp. Tuy nhiên về cái vấn đề sắc thanh và ấn tượng, làm thế nào chúng ta càng giảm đi thì càng tốt. Và hình như ngày xưa các vị Bồ Tát cũng như vậy, như ngài gì thường Bất Khinh Bồ Tát đến đâu cũng quỳ sập lại lấy và nói là quỷ chúng sanh là vật sẽ thành. Thì biết đâu rằng cái đó nó sẽ thêm phước đức cho sư cô là người đang truyền bá. Thành thử con mong rằng làm thế lại anh không? Dạ, ở gì đó Phật. Thì con mong rằng chẳng hạn như bây giờ sư cô có thể đệ như thế nào mà đừng để chữ Vô Thường Sư. Có thể đó không phải là sư cô từ sinh danh, có thể là những người thấy pháp của sư cô tuyệt vời quá họ đệ lên. Nhưng mà vì pháp Phật phải được loan truyền khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới, thành thử làm thế nào để cho những chúng sanh căn cơ thấp kém khỏi vì sắc tướng để mà họ rơi vào cái sự và xa lìa chánh pháp. Thì cũng thưa cô, như trong kinh Kim Cang có nói đó, nhược kiến sắc, nhược dị sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Và cũng xin sư cô, khi nói về sự tu chứng và thấy các cảnh giới trước mắt, thì chắc cũng xin sư cô vì là người đã đạt được pháp thường thừa, cũng lưu tâm cho các đệ tử thấy rằng tất cả cái gì quý vị thấy trong lúc quý vị ngồi thiền, đó là những cảnh giới giả. Quý vị phải lập tức dùng chú Lăng Nghiêm. Vì thưa cô, trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói về một cái số hình ảnh mà cảnh cáo đó là ngụ ẩm ma. Dạ thôi, thì đó là một vài lời ngu muội xin trình lên sư cô với cái tâm cầu pháp. Dạ, gì được Phật. Thứ nhất về vấn đề khoa học thì tôi cũng không dám nói là tôi biết nhiều. Nhưng mà xin quý vị cũng nhớ cho kỹ rằng khoa học tiến bộ rất nhỏ đối với cái Phật pháp. Dùng con mắt Phật khác với dùng con mắt Phật nhìn nó khác với dùng con mắt khoa học. Cho nên Phật 2.500 năm về trước, 2.675 năm về trước, Phật đã nói rằng trong một ly nước có rất nhiều vi trùng. Lúc đó người Ấn Độ đâu có biết, nghĩ rằng đâu có. Phật nói về là phản khoa học thời bây giờ, nước đâu có vi trùng gì đâu. Bây giờ mình biết có vi trùng. Và khoa học tiến bộ rất nhiều, nhưng mà đối với những người tu hành thì rất là nhỏ. Nhiều khi họ không chứng minh được gì cả. Bữa nay họ chứng minh như vậy, mai họ chứng minh như thế khác. Cho nên được rồi, cái vấn đề mà khoa học mình cũng không có cần phải nói tới nói lui. Tại vì thấy có nhiều khi cái tầng dưới nó sập trước, cái tầng trên nó không sập. Rồi cái đó nó sập ở tầng dưới, tầng trên nó không sập thì thôi. Thôi, nếu là cô nói sai thì cô xin cảm ơn cái lòng tốt của anh. Rồi, thì cô cảm ơn lòng tốt vì cô sợ cô mất danh dự đó. Anh sợ đâu cô mất danh dự, thành cô anh phải nói cái đó như vậy, cô hiểu. Cô hiểu là anh muốn bảo vệ danh dự cho cô hoặc là cho người Việt Nam. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải phải có một cái lòng dũng cảm một chút, chứ không phải lúc nào cũng cứ sợ, cứ nghe theo khoa học đặng mà bảo vệ danh dự của mình. Nhiều khi cái Phật pháp, cái nhiều người Phật nhãn, cái thiên nhãn họ mở, họ nhìn thấy khác hơn một chút. Nhưng mà thôi, thứ nhất thứ hai như thế này, nếu như mà vì một cái chữ Vô Thượng Sư đó mà không có học với cô đó thì nghĩ cái người đó cái chắc cái duyên cũng chưa tới quá. Chắc trong vòng này cũng có một hai người thôi chứ đâu có nhiều như vậy, phải không? Bây giờ mình xưng Vô Thượng Sư hoặc là cái gì đó thì nó cũng chỉ là một cái âm thanh của thế giới mà thôi, để cho người ta biết cái trình độ của người đó mà thôi, chứ không phải người đó. Mà mình muốn biết cái người đó có cao mạng hay không, mình nhìn cái người đó mình biết chứ, đâu có phải người ta xưng cái gì cái là mình nghĩ họ cao mạng đâu. Có nhiều ông bác sĩ nhưng mà mình thấy họ rất khiêm nhường, có nhiều anh lái xe taxi mà rất là cao mạng. Cho nên cái danh từ đó nhiều khi làm cho một vài người nào đó Phật lòng thì nghĩ là những người đó cái độ lượng hơi nhỏ quá. Không phải cô xưng cái này để cho người ta biết, người ta kính lại, bởi vì học trò cô không có được lại cô. Tại vì cô mới nói cho học trò biết mọi người đều là thành Phật hết, đều có thể Phật. Đối với cái con mắt của cô, mọi người đều đã là Phật rồi, hiểu chưa? Nhưng mà chưa có biết mình là Phật thôi. Cho nên nếu mà muốn cô lại quý vị cũng được, không có gì quan trọng, cái này chỉ là cái vấn đề vận động cá nhân.
À, nếu cô muốn cho quý vị nghĩ rằng tôi rất là khiêm nhường à, thì dễ lắm, cô có thể làm trò, cô có thể đi vô cái lạy xuống liền à, hoặc là cô bận đồ rách rưới một chút cho người ta thấy, người ta khen cho cái cô này thiệt là khiêm nhường hết mực, bận đồ đạc rất là giản dị, nhưng mà cái đó thì cũng quá sức được đối với cái trình độ của cô, hoặc là cái thế giới ngày hôm nay không nên bận đồ rách rưới à, hoặc là đối với những người lại nghe thì không nên đứng đó mà lại, hiểu chưa? Nó không có hợp thời đó. Ngài thường bất khinh Bồ Tát lại người ta, nhưng mà đâu phải vị Phật nào cũng lại đâu. Có nghe Quan Thế Âm Bồ Tát lại ai không? Có nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lại người nào không? Không. Ngài cũng nói Ngài là Như Lai mà, Ngài đâu có xưng ta là người phàm đâu. Ngài nói với Ngài, với cha của Ngài, bây giờ tôi thành Phật rồi, xin phụ vương đừng có gọi tôi là con hoặc là hoàng tử nữa, phải gọi là Như Lai. À, như vậy Ngài có là cao mạng không? Đó là chính miệng Phật nói ra, lúc nào Ngài cũng xưng với đệ tử Như Lai hết, phải không? Ngài nói như cái câu nào cũng nói, bây giờ Phật giảng cho các con nghe, phải không? Như Lai nói cho các ngươi hiểu, phải không? Cô đâu chưa có dám mà, cái này viết lên mày mấy chữ thôi mà học trò viết nè, cô cũng không biết viết, bây giờ mấy vị nói tôi mới thấy là có cái chữ ở đây. Thiệt tình tôi đi vô tôi không có để ý là có hay không có, đối với cô sắc là không, không là sắc, không quan trọng gì. Quý vị coi kêu cô là người em, người chị, người bà con cũng được. Cho nên mới đi vô cô nói là rất mừng gặp đồng hương, phải không? Cô đâu có nói Phật rất mừng thấy chúng sanh lại. Này, như vậy đó mà còn bị la. Thì bây giờ cô làm sao? Phải không? Nhiều khi mình cũng đừng nên quá để ý đến vấn đề chi tiết nhỏ nhặt, nó trở ngại cho vấn đề khai mở trí huệ của mình. Mình kinh sách mình biết nhiều rất là tốt, nhưng mà mình thể nghiệm được cái kinh sách nói cái gì đó mới là tốt hơn. Thí dụ như kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, ai cũng thuộc lòng hết. Nhưng mà biết sắc là cái gì không là cái gì, làm sao mà thể nghiệm được cái cảnh giới sắc và bất dị không đó à? Hoặc là mình đọc cái kinh gì tâm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, nhớ không? Quán Tự Tại Bồ Tát thành hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không rồi mới độ nhất thiết khổ ách được. Ngũ uẩn giai không là cái gì? Lúc đó Phật kể xuống, không mắt, không mũi, không lưỡi, không tai, không họng, không trí, không não, không ý, không gì hết á. Rồi mới bắt đầu không thấy nhất thiết khổ ách được, hiểu chưa? Cái cảnh giới đó mình phải đạt được, mình mới hiểu cái gì mà không mắt, không lưỡi, không mũi, không tai được. Cái cảnh giới đó, đó cô đạt được, hiểu chưa? Cái cảnh giới đó quý vị sẽ đạt được qua cái pháp Quan Âm, đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Cô đạt được rồi, cô biết tôi cái này sẽ đạt được cái đó, cô nói cho quý vị biết, thấy không? Cái bằng information mà thôi. Nếu quý vị muốn thành Phật à, hoặc là muốn đạt những cảnh giới như cô vậy, hoặc là như trong kinh có nói như vậy, không phải tất cả những cái cảnh giới nào đều là giả hết. Như vậy cảnh A Di Đà Phật giả sao? Cảnh Hoa Nghiêm giả sao? Cảnh Đông Phương Dược Sư Phật giả sao? Đâu, đâu có, đâu có. Có cảnh giả, có cảnh thiệt, hiểu chưa? Cảnh giả là ma nó giả, là nó gạt mình. Mình tu, ông thầy nào mà ông cao cấp, ông phải dạy cho mình biết trước cảnh nào biết nó giả, cảnh nào biết nó thiệt. Ô, rõ ràng minh bạch lắm, rõ ràng minh bạch lắm. Cũng như cái áo ở bên trong nó khác, mình bận mình biết bên trong bên ngoài, tuy rằng cùng chung một cái áo nhưng mà mình không có bận lộn ngược ra được. Đây mình biết, mình bận ba má mình dạy cho mình quen rồi, nó có cái đường như vậy đó không, là cái bên trong đó à, con muốn được mặc cái này lộn ngoài nó cười mình, cái mặt bên ngoài nó rõ ràng minh bạch, cho nên không có sợ làm cảnh giả. Người nào gặp đi thu mà không có thầy đó mới sợ. Đi thu có thầy, ông đi qua mấy cảnh giả cảnh thiệt cũng đi hết tiêu rồi, ông biết hết rồi, cảnh nó giả làm sao, làm thiện sao, nói trước cho học trò biết, chứ khi tu không có lầm à. Tại vì quý vị chưa có tu cái pháp đó, quý vị chưa có biết, nghĩ rằng cảnh nào cũng giả, đâu có. Cảnh A Di Đà Phật không có giả đâu, thiệt đó, có thể đi tới đó được mà, học trò có đi rồi à. Phật A Di Đà có thiệt, Quan Âm Bồ Tát có thiệt, Đại Thế Chi có thiệt, các ngài là vô tướng mà cũng có thể hiện thành có tướng để cho chúng sanh thấy, gặp gỡ, nâng niu, lạy bái cho thỏa lòng, cung kính, hiểu chưa? Bởi vì mình là người phàm,
mình chưa có đạt được cái cảnh vô, cái tâm không như của quý vị Phật, cho nên mình hãy vẫn thích lại Phật, chứ thích gặp được Phật, thích dòm mặt Phật coi Phật như thế nào. Cho nên những cái cảnh đó để cho chúng sanh thỏa lòng mong ước. Rồi khi nào mình thành Phật rồi, mình giống như Phật Gia Di Đà vậy, mình ẩn ẩn hiện hiện, mình muốn có thì có, muốn không thì không. Quý vị hiểu. Thật ra nói cảnh nào cũng giả thì cũng có thể đúng, đúng chứ mà không đúng đâu. Giả nhưng mà đối với cái vị Phật mới là giả. Đối với mình chưa có tới cảnh Phật, mình cũng cần nhờ những cái cảnh đó để mình nương náu. Mới lên cảnh A Di Đà Phật bắt đầu tu nữa, hiểu không? Không có mấy cảnh đó mình làm sao mình tu. Những chúng sanh nặng quá đâu phải tu đời thành Phật liền. Tu rồi phải nhắc nó lên cái cảnh A Di Đà Phật đó, cho nó ở đó nghỉ ngơi ăn uống, mỗi ngày đi lại Phật tu hành rồi thành Phật. Thành Phật rồi coi những cảnh đó không có gì quan trọng đó. Đúng vậy, nó là giả, nhưng mà không có phải hoàn toàn giả như cái kiểu mà mình nghĩ rằng cái đó là ma giả, hiểu không? Ma giả có, ma nó giả, nó phá mình, nó lừa mình đi vô những cái cảnh giới tối tâm có, nhưng mà những cái cảnh A Di Đà Phật là thiệt. Còn gì nữa không? Hết rồi, cái đi phải lo chuyện truyền tâm ấn, nếu không thì giờ gấp rút. Có hỏi gì nữa không? Mà ăn chay được không? Đừng có gạt Phật Bồ Tát mang tội ha. Thấy cô hiền hiền, cô ngu rồi gạt được chứ gạt Phật Bồ Tát không được không? Hả? Không có ha? Ngày sau cô nói mấy cái chuyện này, nói ít một chút. Người ta nhiều khi cái lòng cô thành, nhưng mà cô quá xúc động đó, làm những cái bên ngoài nó có vẻ kỳ lạ đó, sợ người ta hiểu lầm mình. Những cảnh giới khi nào tu với cô, những cảnh giới không có được nói ra cho người khác biết, thứ nhất. Thứ hai, mình có thần thông gì đó cũng không có được hiện ra cho người khác thấy, trừ khi nào mà vị thầy của mình cho phép đó, thấy mình cái năng lực đủ, không có bị mê trong cái thần thông đó thì mình mới được quyền dùng. Theo cô học không phải học thần thông, không phải dùng để cứu bệnh cho người khác, bệnh của họ để cho y sĩ cứu. Mình không có đứng đó mà khoa trương cái pháp luật của mình, tại vì mình còn phải đi xa nữa, cái lãng phí cái lực lượng ở đó không được. Cũng như ông bác sĩ, ông phải học ngày học đêm, ông thành bác sĩ, ông có thể giúp mấy cái người hồ sơ được. Mặc dù mấy người hồ sơ cũng là giúp bệnh nhân, nhưng mà không phải là công việc của ông. Chưa, ông phải học lên bác sĩ. Thành ra nó có nhiều cái điều kiện như vậy đó. Phải ăn chay trường á, ăn trứng cũng không được ăn, rượu một chút cũng không được uống. Ăn thuốc, trong thuốc mà có rượu hoặc là có những động vật cũng không được uống này. Kỹ như vậy đó mới dứt nợ chúng sanh, hiểu chưa? Dứt nợ rồi mới đi được. Chứ nếu mình tạo nghiệp mới thì không được, hiểu không? Nghiệp cũ mình trả còn lại không kịp. Khi mà không kịp, trả không kịp mà còn cái tạo nghiệp mới thì không thể nào đi giải thoát luân hồi được, không về cảnh Phật được. Như vậy chịu được á thì mới đi học với cô, chứ cô không phải tham nhiều học trò. Còn nếu không chịu được thì thôi, mình về nghỉ một chút đi, kêu bằng suy nghĩ lại, rồi mai mốt học không sao, hoặc là ngày mai truyền tâm ấn cũng được, gấp gì mà bữa nay làm truyền lẻ vậy hả? Mai hay bữa nay? Có thể người nào bữa nay? Tại vì bây giờ người ta có bày mấy cái đồ ăn ra đó thì... Người nào bữa nay? Bữa nào bữa nay đâu, giơ tay lên coi coi. Còn người nào mai đâu, giơ tay coi. Thì cũng đồng nhau vậy. Bây giờ cô nói ha, thí dụ như truyền bữa nay là truyền bữa nay hết, tại vì bữa nay nói tiếng Việt Nam. Ngày mai cô nói tiếng Anh không à? Hiểu chưa? Chứ nếu không thì giờ nó mất nhiều lắm. Sợ trễ nãy cho quý vị. Thì giờ là vàng bạc luôn ha. Ở Mỹ mà thì giờ vàng bạc. Đi học đạo cũng gấp rút như vậy đó. Trời đất ơi, đời vô thường. Đúng rồi. Cô hiểu cái đó. Trước khi cô đi cầu đạo cũng vậy ha. Cái lúc đó cô đang bị mổ ha. Cái rồi nghe người nào truyền pháp mà đốn ngộ đó, lật đật đi học mà đáp xe lửa đi đó, không có ai chở đi hết. Ông chồng đi làm, bác sĩ đâu phải lúc nào mà muốn nó đi liền, còn tôi không có đợi nữa. Nghe nói mai mốt con thầy ông đã lại cái xứ của cô, nhưng mà cô đợi không được. Cô đáp xe lửa đi tới đó, một bên đi một bên la, đau đó, mới mổ chưa có xong, mà chưa có hồi phục. Rồi cái lúc mà muốn đi tu đó là đi liền, cái lúc đó chưa có hồi phục cũng đi liền, không có đợi mà bệnh hết rồi mới đi. Thành ra Phật cảm động chắc vậy. Phật cảm động thấy nhỏ này sao nó tội nghiệp quá, thôi cho nó cho biết chút định Phật pháp. Thấy cảm động. Cho nên mình học học pháp thì cũng phải có cái lòng
thành kính ha, thì Phật trời mới giúp đỡ mình được, chứ không phải Phật ngồi đó rồi rồi mình đợi Phật hoài thì cũng khó. Đấy, cũng khó, phải có bên ngoài và bên trong giúp đỡ. Đấy, ông Phật ở bên trong của mình sống vậy đó, ông Phật bên ngoài ổng kéo lên chút vậy đó, cũng như người rớt trong bùn mà ha, mình phải giơ cái tay ra rồi người đứng ở ngoài kéo lên vậy, thì hai người giúp nhau mới được, phải không? Rồi nếu quý vị muốn truyền hôm nay thì truyền hôm nay hết. Mà nói tiếng Việt Nam, nhưng mà phải ăn chay đàng hoàng không? Ăn chay không? Anh thầy cô thì không sao, rồi quý vị khác ăn chay được không? Có cực lắm không? Lạnh lẽo gì không? Hả? Tuyết rơi rồi làm sao? Không sao hả? Chết bỏ hả? Rồi thôi đi. Nói là đơn giản tặng nghe chút, mà nói ngắn ngắn chút ha, để sợ giờ lần này thì nói ngắn sợ có thì giờ hồi này lắm. Giờ thì mình nói đến chuyện đạo bây giờ con xin hỏi một cô về chuyện đời. Đời này mình có dính lên đạo có thể thế này rồi. Cái vụ ở San Francisco thấy nó kinh hoàng quá, thì mình thấy là chúng sanh nó rớt lên rớt xuống như vậy nó cũng tội, đặc biệt người Mỹ, người Việt Nam mình vượt biên qua đây lãnh bao nhiêu khổ nạn. Bây giờ đa phần là quy tụ ở California. Mà các nhà scientist đều biết rằng là California từ đây đến khoảng năm trong 30 năm sau chắc chắn là sẽ có another big quake, động đất nữa. Thì hôm được thầy cô vừa lên nói chuyện ở trên Santa Cruz. Santa Cruz. Rồi thì Berkeley tức là gần Oakland. Cô vừa về thì trên đó động đất. Thì bây giờ con xin hỏi cô thầy này. Mới lên máy bay là ở giai đoạn đó. Vậy thì thưa cô thầy này, bây giờ làm sao nếu cô biết được xin mắt cho người Việt Nam biết rằng trong gần đây có trận động đất nào xảy ra không, để cho chúng sanh này lãnh bao nhiêu khổ nạn thì có thể tránh được đơn sự chứ phải vì thái vắng đó là vì cả nhà khoa học thì nói không được rồi, khoa học đến bây giờ là bị họ biết rằng sẽ bị vì cái Andre Fon là như vậy, nhưng mà các nhà khoa học không biết bao giờ xảy ra. Vậy thì xin sư cô có thể cho tin cho biết không? Được không? A Di Đà Phật. Nếu mà sư cô không cho biết thì tôi xin có lời mạo muội. Dạ làm như vậy như thế này. Thưa cô có cho biết được không mình ạ? Biết gì? Dạ nói chừng nào để mà tránh đó. Tôi đâu phải nhà tiên tri đâu. Dạ. Tôi dạy người ta giải thoát luân hồi chứ tôi đâu phải nhà tiên tri. Dạ tôi cảm ơn. Dạ cảm ơn Phật. Dạ thưa bạch như thế này, khi mà tôi hỏi như vậy là vì có nhân duyên. Là có nhân duyên. Thì vì hồi nãy á, thật sự con rất đồng ý với cô là khoa học thật ra là không phát minh mà phát hậu. Đúng. Có rồi mới phát ra. Nhiều khi nó cho đến bây giờ thì mình đã chứng minh được đó rồi. Rồi và rồi. Vấn đề giải quyết vật chất cũng thành vấn đề. Tuy nhiên thưa cô thế này, vì con cũng thấy mình qua đây rồi mà bây giờ chết nữa vô duyên quá. Ủa quá. Đúng vậy. Cái lòng từ bi của anh thành thử thì mới xin ý kiến cô giúp. Nhưng mà con giúp thì bây giờ con xin mắt của về đây. Thì cách đây được chừng một tháng á, thì trong lúc 9 giờ đêm lẽ ra tôi đi tìm một vị đó người Việt Nam vào khoảng 120 mấy tuổi ở ẩn ở trong núi, nhưng mà vì chắc là phước đức cũng không có. Phước đức không có thành không gặp được. Nhưng mà chỉ gặp công nhân cái người học trò của vị đó thì có nói cho biết là sắp động đất ở San Francisco cách đây hơn một tháng. Tôi nói thật vì nếu tôi mà nói đúng, đúng, tôi chạy sau đây ngồi không ai không tin thì hôm đó có một người bạn của tôi ngày xưa cùng dạy học cùng trường, anh ta đưa một đứa con gái qua học ở đại học Berkeley. Thì cái cháu gái đó rất dễ thương, là vì cháu đó nguyện rằng sau khi tốt nghiệp tại đại học Berkeley về ban giao quốc tế đó thì sẽ qua Phi Châu để mà phục vụ cho những người nghèo khổ. Tôi nghe vậy tôi mừng quá, một người Việt Nam, bố thì Việt Nam, vợ thì Mỹ, mà có một cái hành nguyện như vậy thì quá vĩ đại. Thì bỗng nhiên tôi nói, ok, chị, tao nghe rằng là San Francisco nó sắp động đất á, mà đứa nhỏ thì nó sắp, nó có một cái đại nguyện là sẽ qua Phi Châu để phục vụ. Vậy thì sắp đến đấy nó sẽ phục vụ ở San Francisco rồi. Thế anh hỏi, tại sao mày nói như vậy? Thì tôi nói là tôi có nghe rằng trên đó sắp động đất. Thì chắc là vì mình cũng nói tình cơ, thì nó động đất thật. Thành thử hồi nãy là sợ gì xin hỏi cô, là vì biết đâu cô cũng là người tu chứng thì cũng giống như cái ông cụ đó, biết đâu là nói cho chúng sanh lại biết đi để mà tránh đi. Ông cụ đó có hứa là khoảng từ ngày mùng 9 âm lịch cho đến ngày 20 âm lịch tháng này có gì thêm thì ông cụ sẽ nói cho người học trò, rồi người học trò đó sẽ cho biết. Vậy thì xin nếu cô có người nói là tốt rồi, cô khỏi nói mà. Không, thưa cô là vì phải check thêm. Là vì ngày xưa con phải nghe lời Đức Phật đó, Đức Phật còn nói là
các con nghe lời của ta, nhưng đừng vội tin thầy ta. Các con phải tự học. Ta chỉ là ngón tay chỉ. Còn các thầy đừng vội tin ta. Thì thưa cô, vì cũng là một Phật tử thì phải nghe lời chư Phật. Thành con theo cả đó. Phải follow what he teaches. Nhưng mà cô đâu phải Phật đâu, ai nói cô Phật đâu. Dạ không. Thì xin hỏi cô là vì cô cũng là một người vô thường sứ. Cái này ai biết, tôi đâu biết đâu, ai biết vậy? Dạ không, dạ Di Đà Phật, nếu cô mà tránh không tin cho chúng sanh biết thì thôi. Thế cho nếu được thì là một cái duyên rất là may. Có thể tránh được chứ? Dạ. Nếu mà tất cả mọi người đều tu hành hết. Dạ. Sám hối. Dạ. Dạ nhưng mà thưa cô thì mình bây giờ những người có nhân duyên gặp cô thì là ít. Mà những người mà không có nhân duyên gặp cô thì nhiều, chẳng như Mỹ bây giờ là rock and roll. Họ đang đi nhảy đầm hoặc là buôn bán business đủ thứ cả. Thôi thì làm sao? Dạ nhưng mà tôi cho chúng sanh này là chạy theo đó thì làm sao? Phật cũng mặc kệ. Dạ. Dạ như là Phật ta cảm ơn cô. Tại vì anh đừng có bí cô ha. Phật á. Dạ không, thật thiệt. Biết là cái lòng thương của anh bao la muốn giúp người. Nhưng mà phải biết cái nhân quả nữa. Nhớ khi xưa chiến tranh Phật còn không can dự mà. Tại vì Phật không can dự không được. Phải để cho nó trả ân oán giang hồ của nó. Phải để cho chúng sanh nó vì những cái tai họa đó mà rửa sạch cái nghiệp chướng của họ. Cho nên nhiều khi Phật phải nói là phiền não là bồ đề, đó là như vậy đó. Hey. Như vậy thưa cô, cho lại câu hỏi thêm. Hay. Như vậy thôi thì bây giờ mình gửi lại trả nghiệp cho mình cần tu được rồi. Không được. Họ trả nghiệp rồi, nhưng mà nếu họ không thức tỉnh á thì họ có nghiệp khác. Còn mình tu tức là mình dứt luôn, từ đây mình không làm nghiệp nữa. Thành ra mình không có bị cái quả báo nữa, không có bị cái tai nạn để mà đánh thức mình nữa. Tự mình thức rồi, mình hối hận, mình trở về con đường ngay rồi. Mình không có đi Bắc nữa, mình đi Nam rồi. Nó hơi khó cho Phật Bồ Tát. Nếu Phật Bồ Tát độ được chúng sanh khỏi khổ thì Phật Thích Ca ít nhất cũng độ hết mấy người Ấn Độ rồi, không để cho họ sống tới bây giờ đâu. Cô cũng bó tay thôi. I'm helpless. 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 Cô bó tay. Rồi. À, để cho anh nói, để cho anh nói. Anh không nói anh ngủ không được. Này, nói đi. Đức A Di Đà cho 48 nguyện rồi. Nếu chúng sanh mà chưa thành Phật hết á thì ta chưa thành Phật. Nhưng mà Đức A Di Đà đã thành Phật vô lượng kiếp. Đâu ngài đâu có nói này, cái này là ngài Địa Tạng á. Địa Tạng, Địa Tạng. Địa Tạng. Địa Tạng. Địa Tạng. Rồi. Sao rắc rối? Đối với cô không có gì rắc rối cả. Nếu tất cả mọi người thành Phật hết mà cô còn một người bị cô một mình luân hồi sanh tử ở đây, cô rất bằng lòng. Rất tự nguyện. Sợ không được như vậy mà thôi. Tại vì đâu phải tất cả chúng sinh nào cũng đều có duyên với cô đâu, phải không? Cho nên phải có rất nhiều Phật ra đời. Người này độ ít, người kia độ ít vậy đó. Mà cũng khó, rất là khó. Tại vì người của mình học hỏi rất nhiều, học những cái điều của thế gian đó nó quen rồi. Rồi cái khó có mà học Phật Pháp. Nếu học Phật thì cũng đọc kinh điển thôi. Đọc kinh điển là hiểu rồi. Sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc bất gì vậy đó. Rồi cái quên là mình phải chứng cái cảnh đó, mình mới thoát ly được khổ hải, mình mới hiểu được Phật Pháp là cái gì. Nó hơi khó, nó khó lắm. Cho nên người giải thoát rất là ít, thấy không? Cho nên địa cầu mới hoài hoài có người vậy đó. Thì bây giờ cô không biết nói gì hơn. Cô rất là thành tâm cầu khẩn và kêu bằng cái gì, cầu khẩn là khuyên bảo, cầu khẩn quý vị giúp sức với chư Phật Bồ Tát tu được người nào hay người đó, làm cho cái thế giới nó bớt cái nghiệp nặng đó, cái bằng cái atmosphere đó nó trong sạch bớt đi. Nó khỏi có đè nén cái tâm hồn và cái thân thể của con người, nó khỏi có sinh ra những cái thiên tai hạn hán như vậy, người ta sẽ bớt khổ. Cũng như mà cái ở cái countryside đó mà nó có một hai ngọn đèn nó còn tốt hơn không có, thấy không? Như nhiều khi mình đi cái câu lộ đó, xa lộ nó rất là tối ha, nhưng mà có mấy ngọn đèn thấp đó mờ mờ nó cũng còn tốt hơn không có. Cho nên mình tu
tuy rằng ít người tu hành nhưng mà ít người không có nghĩa là không có ảnh hưởng. Nó làm cho cái địa cầu không biến thành địa ngục. Nếu mà địa cầu không có người tu nữa thì toàn là ác không, toàn là nặng nề nghiệp chướng, nó không có uplifting đó. Thành ra cái địa cầu không thể nào sống được, biến thành địa ngục. Cho nên có người tu, có người không tu, có người hiền, người dữ, cái địa cầu nó còn đỡ một chút. Có tai nạn nhưng mà cũng có nơi an ổn, có chiến tranh nhưng mà có nơi hòa bình. Nó có sướng, có khổ một chút. Nếu không ai tu hết, khổ hết, y như địa ngục thôi, hiểu chưa? Cho nên mình tu là giúp ích trời Phật. Mình báo tạ ăn đức của trời Phật. Mình tu tức là mình độ chúng sanh đó. Mình không độ mà đã độ rồi. Mình thắp lên một ngọn đèn mờ mờ ở cái gì đó. Cái đường nhà quê đó. Một ngọn đèn mờ cũng còn tốt hơn là không có đèn. Như vậy, cũng như mình thắp một cái ngọn đèn hải đăng ở ngoài biển. Cái biển thì nó rất lớn, nhưng mà cái ngọn hải đăng một ngọn cũng đủ rồi. Tất cả tàu bè thấy hết, thấy không? Nó bớt những cái tai nạn cho họ. Phong ba bão táp họ biết con đường hướng họ về. Chứ mình làm một cái bản, một cái gì? Bản giang là tiếng Việt cái bản gì? Bản giang gì mà chàng? Một cái ví dụ luôn. Mình làm gương đó. Mình làm gương cho người khác noi theo. Ví dụ họ thấy mình ăn chay niệm Phật. Ví dụ 10 người không theo mình, một người, 100 người không theo, một người cũng được. Còn hơn là không, hiểu chưa? Họ thấy mình ăn chay tu hành, làm lành đánh dữ. Mình làm được, cái người khác họ có cái sức cổ động, cổ làm được, tôi cũng làm được, tôi làm thử. Nếu không có ai làm được, không có ai làm gương hết, hiểu chưa? Người nào cũng sợ làm không được. Có người làm được, ai cũng bắt chước làm, phải không? Cũng như làm kinh doanh cũng vậy. Thấy người nào làm cái đồng hồ tốt đó, được, mọi người cũng bắt chước làm theo. Phải có một người làm gương. Phải có làm gương. Thì những người đó là quý vị, quý anh, quý bác, quý bà con, quý cha mẹ, anh em đời trước của chúng tôi. Quý vị cứ việc tu đi, rồi tự nhiên chúng sanh dị độ. A Di Đà Phật. Hôm nay chấm dứt chương trình thuyết pháp của sư phụ Thanh Hải. Bây giờ mời quý vị dùng chay hả? Dạ. Sau phần dùng chay, nếu mà những ai muốn xin truyền tâm ấn thì ôi giời ơi, bữa nay không biết có hay là như thế này, mình đừng ăn đi, mình bỏ cái sandwich vô trong cái không muốn ăn thì có bỏ vô trong túi. Bỏ vô trong sách một chút đem về nhà. Bây giờ ra bắt đầu ghi tên liền. Rồi đi lên cái phòng đó liền. Còn quý vị nào mà không có học thì về nhà nghỉ, ráng ăn chay càng nhiều càng tốt. Phật Bồ Tát gia hộ. Mỗi ngày nhớ niệm Phật trời. Ấy là Phật. Địa chỉ cái phòng là lầu số 4, phòng Costa Mesa. Yeah, I don't know.